miệng túi, vừa index liên tục tự động. Thiết bị hàn được đa dạng các loại túi và nhiều độ dày mỏng khác nhau. Xin chào mọi người, nếu như mà các bạn đang cần tìm mua một thiết bị máy hàn miệng túi vừa đa năng, vừa có tốc độ nhanh chóng, lại có độ bền bỉ, lại còn tiết kiệm chi phí nữa, thì FRM980 máy hàn miệng túi Kumba của Nielsen này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Và có thật sự như thế hay không thì các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình qua phần tiếp theo của video nhé. Chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng test máy này với các loại chất liệu mà Hường đã chuẩn bị ngày hôm nay. Túi mỏng thì Hường có chuẩn bị PE, còn túi dày thì Hường có chuẩn bị túi bạc này và túi nhôm. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ kết nối máy với nguồn điện gia đình 220V với một cái jack cắm như thế này được tặng kèm theo máy, và chúng ta sẽ bật nút nguồn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ khởi động cái nút dừng khẩn cấp phía bên trên máy. Chúng ta sẽ kéo lên và vặn theo chiều thuận chiều kim đồng hồ. Và một cái công tắc nữa là công tắc nguồn phía trên này, chúng ta cũng nhớ bật. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cài đặt nhiệt độ cho máy. Thì ở đây chúng ta sẽ bật cái công tắc này lên, đó là công tắc nhiệt độ. Và các bạn sẽ cài đặt nhiệt độ. Cái giải nhiệt độ này khá là rộng, lên tới 250 độ C. Cho nên là các bạn có thể thoải mái để sử dụng cả với các cái loại túi dày mỏng khác nhau. Kế tiếp ở đây, đó chính là công tắc để điều chỉnh tốc độ băng tải tối đa lên tới 16 m/s. Với cái việc cài đặt linh hoạt tốc độ của băng tải như thế này thì sẽ giúp chúng ta có thể kiểm soát được về mặt năng suất này. Rồi các cái loại túi dày thì các bạn sẽ nhớ là để cái tốc độ băng tải này chậm hơn một chút để túi của chúng ta được hàn nhanh hơn. Cái tiếp đây đó chính là quạt gió để làm mát thanh hàn, rất là chất lượng phải không nào. Kế tiếp ở đây nữa đó chính là cái núm để điều chỉnh cái vị trí index của chúng ta. Và vị trí index thì có thể cài đặt được từ 0 cho tới 99mm với một cái cảm biến khá là tiện lợi. Và cuối cùng ở đây đó chính là điều chỉnh nhiệt độ cho bộ phận index với cái nhiệt độ cũng khá là cao để thoải mái chúng ta index được nhiều loại chất liệu khác nhau. Sau khi mà cài đặt hết các thông số xong rồi thì chúng ta chỉ cần thả lần lượt từng chiếc túi một vào cái phần thanh đỡ miệng túi này thôi là được rồi. Đó, các bạn sẽ căn chỉnh vị trí nhé. Bạn có thể quan sát là với cái việc vận hành liên tục như thế này sẽ tăng năng suất của chúng ta lên rất là nhiều lần. Đó, rất là tiện lợi và chúng ta không cần phải thao tác thủ công nữa. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát thành phẩm được luôn nhé. Đây là do mình đặt hơi lệch miệng túi. Đầu tiên về mặt cảm quan, với một cái túi như thế này thì các bạn thấy nó khá là đẹp, rất là phẳng phiu và độ dày chuẩn. Đó, nó không bị nhăn nhúm hay gấp khúc ở bất kỳ một vị trí nào cả. Bây giờ thì mình sẽ thử nhé. Với một cái túi này đi thì sẽ dễ quan sát thôi. Ở bên dưới này là đường zip và bên trên này chính là đường hạt mình vừa thực hiện xong. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là với cái túi này mình vừa để ở 160 độ C nhé. Thì nó rất là kín, rất là chắc và nó không bị hở. Và về mặt cảm quan thì các bạn cũng thấy rồi, nó khá là đẹp mắt. Thế còn túi mỏng thì sao? Với một cái túi như thế này các bạn thấy túi dày nó hàn được rồi thì đương nhiên với một cái túi mỏng nó sẽ cực đẹp mắt và chắc chắn như thế này. Đó, rất là kín khít và chắc chắn. Ngoài hiệu quả vượt trội mà các bạn vừa quan sát ra thì thiết bị này cũng có một ngoại hình khá là bắt mắt với tông màu đỏ chủ đạo và chất liệu chính được làm từ sắt phun sơn, do đó tiết kiệm tối đa cho chúng ta về mặt chi phí. Ở đây thì băng tải được làm từ chất liệu đó là PVC cao cấp nên các bạn hoàn toàn yên tâm về độ bền và khả năng chịu tải trọng, có thể đặt để và hàn được các loại túi có khối lượng tối đa lên tới 5kg. Và ở đây các bạn có thể quan sát đó là một cái bộ phận hàn được làm từ đồng nguyên chất 100%, khá là chất lượng. Và các bạn biết rồi, với 100% làm từ đồng như thế này thì nó có độ bền vượt trội và khả năng tần suất hàn cao mà hiếm khi xảy ra hỏng hóc. Đặc biệt đó, với cái việc lên nhiệt độ nhanh thì hiệu quả hàn của chúng ta sẽ được tối đa nhất. Và do đó mà các bạn vừa mới quan sát thì đường hàn của chúng ta rất là đẹp, phẳng phiu và không bị xảy ra cái tình trạng nhăn nhúm. Đó cũng là nhờ vào cái bộ phận hàn cao cấp như thế này đấy. Đặc biệt đó, khi mà chúng ta muốn điều chỉnh cái băng tải này ra vào để có thể phù hợp với đa dạng các cái loại kích cỡ túi trong cái quá trình chúng ta hàn nhờ các cái ốc như thế này,
Đó, nó rất là tiện lợi và nhanh chóng hơn rất là nhiều. Và như có giới thiệu thì máy khá là đa năng, còn thực hiện được cả chức năng index nữa. Cho nên là đi kèm với máy là một bộ ký tự khá là đầy đủ, giúp chúng ta có thể index được cả ký tự số và ký tự chữ. Và cùng với đó thì các bạn sẽ được tặng kèm một số linh phụ kiện như là 4 vải hàn, 2 dây cu loa và tua vít. Một số phụ kiện khác nữa, ví dụ như là công tắc bật tắt. Vừa rồi thì các bạn cũng đã được quan sát hiệu quả thực tế từ thiết bị này. Nó hàn được rất là nhiều loại túi, khá là hiệu quả, lại còn có màu sắc bắt mắt. Thì còn chần chờ gì mà các bạn không đặt mua ngay thiết bị này với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại Điện Máy Nusan. Các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí vận chuyển bán kính lên đến 15 km tại tất cả các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được tư vấn nhanh nhất và cụ thể hơn nữa về sản phẩm thì các bạn hãy cứ để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới phần comment của video hoặc là liên hệ tới số máy hotline của Điện Máy Nusan 0788 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmaynusan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như các máy khác, bởi vì ngoài thiết bị này ra thì Nusan còn cung cấp đầy đủ các máy móc phục vụ toàn bộ quy trình đóng gói sản phẩm cho chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để update những video mới nhất trên kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.